lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng con. Cảm ơn là hai từ mà chúng con muốn nói với ba mẹ từng ngày, từng giờ, vì đã cho chúng con một cuộc sống quá ấm no và hạnh phúc. Em cảm ơn anh đã chọn em, người mà hôm nay chính thức em sẽ gọi là chồng và sẽ là cha của những đứa con em sau này. Người ta nói 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này. Em thì không biết đời trước chúng ta đã ngoảnh mặt nhìn nhau bao nhiêu lần, để rồi đến hôm nay anh và em lại có cơ hội gặp nhau, quen nhau và yêu nhau. Em cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em một cách trọn vẹn nhất. Ngay giờ phút này, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, em mong rằng từ hôm nay và thật nhiều năm về sau, tụi mình vẫn có thể bình yên nắm tay nhau sống hạnh phúc và an nhiên đến suốt quãng đời còn lại em nhé. Em đợi anh, hứa cùng em nha.